Rồi, hello, xin chào mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng xách tay ha mọi người. Điện thoại nằm bên góc phải màn hình, có link Facebook địa chỉ dưới phần mô tả. Anh chị cần thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha. Bên em có nhận ship code toàn quốc luôn. Hàng tới mọi người được kiểm tra test thoải mái trước khi nhận hàng không mọi người. Kiểm tra test ok thì thanh toán với shipper ha. Rồi, nay có giờ ít cây thì em quay cho mọi người xem ha. Trước tiên là cây XS mọi người. Đây, XS ha. Cái này màn zin nha mọi người. Đó. Máy thì chỉ tình trạng là báo pin thôi, báo pin thì máy thì thay pin rồi thì nó báo pin thôi mọi người, còn lại ok. Đây, máy 64GB full chức năng ha anh chị ha. Giá thì em bán là 3.600.000, cái này giờ thì máy full luôn thì cũng 4 triệu mấy mọi người. Cái này chỉ báo pin thôi, 3.600.000, khá mềm luôn. Đó, tình trạng thì không lỗi lầm gì, full chức năng, báo pin thôi. 3.600.000. Cái này thì em mới vừa tháo cường lực ra mọi người, màn thì không có chày gì hết á. Đây, kính thì ok mọi người, em lau sơ cho mọi người coi, mới tháo cường lực ra thì nó hơi dính trên tay. Đây, lau cho mọi người coi ha, kính không chày mọi người. Đây, kính thì không có chày nha. Đó, 3.600.000 thì em tặng cường lực với ốp lưng cho mọi người ha. XS, thì bữa giờ iPhone cũng về nhiều mọi người, nhưng mà em không có quay video, em toàn bán luôn không à. Thì nay còn cây thì em quay cho mọi người xem ha. Còn tiếp là cây Note 20 5G. IMEI là 2561. Máy thì sẽ là pin 4300, màn hình đó là 6.7 inch nè. RAM 8, bộ nhớ là 256GB mọi người. Chip Snapdragon là 865 ha. Đó, dòng này thì có hỗ trợ S Pen nè mọi người. S Pen này thì còn ghi giấy chụp hình ok, nhưng mà cái S Pen này nó màu đen mà. Nó không có tiệp màu với cái sườn lắm nha mọi người. Đây, nó hơi lệch nhẹ một xíu nè. Đó, thì máy có size em báo vậy ha. Tình trạng là màn cận đẹp mọi người. Màn có lưu nhẹ một tí tí thôi, nói chung là màn có lưu rất là nhẹ, còn lại thì không có lỗi lầm gì mọi người. Đó, giá thì 3.900.000, thì nói chung này giờ màn đẹp mọi người mua cũng gần 5 triệu mọi người. Cái này thì 3.900 thì cũng khá mềm ha. Rồi tiếp là S20FE, nay về được mấy cây mọi người, mà em bán một cây rồi với lại em giao cho anh lái mấy cây rồi mọi người, còn lại được hai cây thì em bán cho mọi người ha. Cây này là em bán là 3.300.000 nè. Ở tình trạng thì là màn cận đẹp giống như lô mấy lô trước thôi mọi người. Màn cận đẹp ha. Đây, máy thì sẽ là RAM 6 128GB. Đó, pin thì sẽ là 4500, màn hình là 6.5 inch mọi người. Đó. Cái này thì màn hình cũng 120Hz luôn mọi người. Màn hình 120Hz nè, chip Snapdragon là 865 5G. Đó, khá là mượt luôn. Camera thì chụp hình rất là đẹp mọi người. Camera dòng này thì chụp hình khá là ok luôn. Đó, giá thì em bán là 3.300.000 mọi người, tặng ốp lưng dán màn hình ha. Đây, ngoại hình máy còn khá là ok mọi người. Máy cái này thì còn ngon lắm chị. Hôm qua về là khách qua mua một cây rồi. Rồi tiếp là cây màu xanh. Cây này thì tình trạng cũng màn cận đẹp luôn, ám nhẹ thôi mọi người. Còn lại thì không lỗi làm gì ha. Đó. Cấu hình thì như cây kia luôn, RAM 6 128GB. Đó, pin là 4.500, màn hình 6.5 inch mọi người. Tại khá là mượt luôn ha. Dòng 20 mà 20FE, anh con 13 cũng khá là ok rồi mọi người. Giá thì 3.300.000, tặng ốp lưng dán màn hình. Còn sạc thì em sẽ bán riêng nha mọi người. Sạc em bán là sạc hai đầu tai si. Đây, sạc giống vậy ha. Hai đầu tai si, mua kèm máy thì là 100.000 bộ, còn mua lẻ thì là 120 nha mọi người. Đó. Rồi. Rồi, tiếp là cây Note 9 màn đẹp mọi người ơi. Note 9 màn đẹp. Bản Việt Nam 2 sim ha. Nó chính thì sẽ là RAM 6 128GB. Đó, pin là 4000 mọi người. Dung lượng pin là 4000 nè, màn hình là 6.4 inch. Đó, độ phân giải máy là 2K cộng ha. Có hỗ trợ loa kép S Pen ghi giấy chụp hình ok mọi người. Đây, S Pen còn chụp hình ok ha, ngoại hình này cũng khá là đẹp mọi người. Ngoại hình còn khá là ok luôn. Có S Pen nó hơi nhầm một xíu thôi, còn ngoại hình khá là ok. Giá em bán 3.600.000, tặng ốp lưng dán màn hình. Rồi tiếp là cây này là 3.200.000 mọi người ơi. Cái này giá 3.200.000 ha. Tình trạng cây này là bản Mỹ mọi người. Bản Mỹ thì chip Snapdragon 845 nè. Đó, máy thì sẽ là pin 4000, màn hình là 6.4 luôn. RAM 6 128GB mọi người. Cây này thì em bán là 3.200.000 mọi người. Cái này thì nhập màn đẹp mà bán màn cận đẹp cho mọi người nè. Thì cái này á, nhìn nói chung cũng không ra đâu mọi người. Nó có ẩn một cái chữ nhỏ nhẹ ở đây thôi mà nhìn cũng rất là khó thấy luôn, như màn đẹp đó mọi người.
Đó, màn sáng đẹp bình thường, nó ẩn nhẹ tí xíu thôi, mà em bán là cận đẹp ha, 3 triệu 200 ngàn. Đó, giá này thì tặng ốp lưng dán màn hình luôn. Cái này thì xài không khác gì màn đẹp đâu mọi người. Đó, ngoại hình thì khá là ok ha, giá em bán là 3 triệu 2. Rồi, tiếp là cây 2 triệu 800 ngàn. Cây này thì tình trạng là màn ok mọi người. Bản Mỹ luôn. Đó, nó có hai có một cái rêu xanh nhỏ vậy thôi mọi người, chưa hình đốm nữa. Cái này thì xài như màn đẹp thôi chứ không khác gì đâu, mà không có ảnh hưởng gì mọi người. Đây, rất là nhỏ luôn mọi người, như cái đầu kim thôi à, không có ảnh hưởng gì hết á. Cái này thì em bán là 2 triệu 800 ngàn nè, tặng ốp lưng dán màn hình ha. Đó, mấy cái S9 cộng hôm bữa với mấy cây kia là bán hết rồi mọi người, nay về được mớ nữa. Rồi, tiếp là cây này. Cây này thì hôm bữa là em báo là màn này đã ép kính rồi, thì nó có thì màn đốm thì mấy cái màn máy cũ bây giờ là ép kính là bình thường mọi người, nên cái đó không quan trọng lắm, quan trọng là kính zin á ép vô lại là bình thường thôi anh chị. Đây thì cái này á là bụi nhỏ đây mọi người, cái này là dính bụi chứ không phải đốm ha. Rồi ép kính dính bụi nè, với có bọt nhỏ một xíu ở đây nè. Cái này thì không có ảnh hưởng gì mọi người, tại em quay gần cho mọi người coi cho nó dễ nên nhìn nó vậy chứ ra ngoài nhìn nhỏ xíu ha mọi người. Đây cây này thì tình trạng như vậy ha, bản Việt Nam với cảm ứng bút á, thì hôm bữa em có test rồi, cảm ứng bút thì nó bị ấy chút xíu mọi người, còn cảm ứng bình thường thì nó không sao. Cây này thì em bán là 2 triệu 700 ngàn nha mọi người. Đây cảm ứng bút thì nó được cái máy bên đây à, trên đây với bên đây xíu là không được nè mọi người. Đó tình trạng thì có sao báo vậy nha, thì nói chung có nhiều anh mua về cũng không xài tới cái bút nữa mọi người, nên những cái cây giống vậy là hợp lý nè, nó mềm được chút xíu ha mọi người. Giá thì 2 triệu 700 ngàn. Đó, tặng ốp lưng dán màn hình. Cái này có cấn đây xíu mọi người, tặng ốp lưng dán màn hình luôn ha. Rồi tiếp là cây này. Thì S9 cộng hôm bữa 4 cây bán gọn cây này mọi người, màn đẹp 2 triệu 700 ngàn. Bản Mỹ ha, chip Snapdragon 845. Máy thì cũng RAM 6 64GB mọi người. Đây RAM 6 64GB. Tình trạng thì máy full chức năng, chỉ có kính thì nó chì lông mèo mọi người. Cái này thì dán BBF lên cho mọi người là xài nhìn không thấy gì hết, như bình thường thôi. Đó, giá thì 2 triệu 7 tặng ốp lưng dán màn hình. S9 cộng ha, RAM 6 64GB, pin 3.500, màn hình là 6.2 inch mọi người. Độ phân giải máy là 2K cộng nè. Dòng này thì có hỗ trợ loa kép rồi mọi người. Thì em nhắc lại cho mọi người ha, là sạc em sẽ bán riêng nha mọi người. Sạc này thì em bán là 100 ngàn một bộ, mua kèm với máy ha. Hai đầu tai si sạc nhanh nha mọi người, sạc này sạc ok lắm. Bữa giờ video một video là em bán vài bộ sạc, một video là em bán vài bộ sạc đó mọi người. Đó sạc này sạc ok hơn cái đầu USB tai si mọi người. USB tai si là cái đầu bự với đầu nhỏ, còn hai này là hai đầu nhỏ. Đó thì sạc khá là ok luôn. Mua kèm với máy thì 100 ngàn anh chị ha, còn mua lẻ thì sẽ là 120 bộ nha. Rồi tiếp là cái S9 này mọi người. S9 này thì hôm bữa em bán cho khách, thì khách xài bị lỗi rồi đem về thay men lại mọi người. Đó thì bị hư men thì đã thay men khác rồi nè, thì máy có sai em báo vậy nha, cái men khác những là men zin đóng vô gắn vô lại thôi nha mọi người. Đó thì cái này em không báo mà mọi người, nói chung là người dùng thì xài cũng chả biết gì đâu, nhưng mà có sao thì báo vậy thôi. Cái này bữa bán tới 2 triệu mốt, nhưng mà cái này thì bây giờ thì em bán lại là 2 triệu, tại vì em đã hỗ trợ khách trong đó rồi mọi người. Đây bản Việt Nam 2 sim ha, hôm bữa cũng bản Việt Nam, đó là vẫn bản Việt Nam nha mọi người. Máy pin 3000, màn hình 5.8 inch ha. Đây RAM 464GB, thì tình trạng là nó có một chấm đầu kim nhỏ vậy nè mọi người, còn lại thì full chức năng, không có lỗi lầm gì hết. Đó một cái chấm nhỏ đầu kim trên tay, nhìn thì cũng không ảnh hưởng gì nha mọi người. Đây giá thì em bán là 2 triệu đúng mọi người, tặng ốp lưng dán màn hình nha. Cây sim này, cây sim S9 cộng này, để mọi người lấy em đổi cây sim đúng màu đây nha. Đây 2 triệu ha. Rồi tiếp là cây này 2 triệu 2. Thôi cây này nay giảm 100 ngàn, 2 triệu 100 ngàn nha mọi người, bán nhanh luôn ha. Cây này tình trạng là màn cận đẹp mọi người. Đó chip Snapdragon 845 nè, pin 3000, màn hình 5.8 inch, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Đó, độ phân giải máy 2K cộng, có hỗ trợ loa kép không người, cam S9 thì chụp hình rất là đẹp rồi. Đây trong đây có mấy tấm hình sẵn rồi, đây hôm bữa em có chụp thử, quay video em chụp thử nè mọi người, cam rất là ok luôn đó.
Thì cái này giá là 2 triệu 100 ngàn mọi người. Tình trạng là màn ám siêu nhẹ luôn. Ám nhẹ siêu và màn còn rất là sáng nha mọi người. Đó, không lỗi lầm gì. Giá 2 triệu 100 ngàn ha. Tặng ốp lưng dán màn hình. Rồi tiếp là cây này. Cây này thì bán 1 triệu tư mọi người. 1 triệu tư bán hoài không ra. Màn tình trạng ám hồng như video vậy thôi. Còn lại full chức năng không lỗi gì. Tấm cộng giờ bán 1 triệu tư khá rẻ luôn mà không ra được mọi người. Rồi cái này email là 6693 mọi người. Pin thì sẽ là 3005, màn hình là 6.2 inch. Đó, RAM 464 GB mọi người ơi. Mua về xài máy phụ chữa cháy chơi game vẫn ok nha. Mà cái này thì nói chung người trẻ trẻ dùng nha, đừng mua cho như trẻ em hoặc là người lớn mọi người, tại vì người ta mắc không được như người trẻ trẻ như mình thì xài không ok mọi người. Đó, còn cái này trẻ trẻ thì xài vẫn bình thường. Rồi tiếp là cây Note 8 ha, Note 8 thì màn dàn phim vậy nè. Đó, chỉ có dàn phim vậy thôi, còn lại bình thường. Cái đó không ảnh hưởng gì nha mọi người. Mà xài là bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Đó, với cái lưng có nứt chút xíu. Thì cái này em bán là 1 triệu 800 ngàn nha mọi người. Hai lưng thì sẽ là 1 triệu 9 ha. Đó, em báo trong video rõ nha mọi người. Hai lưng thì sẽ là 1 triệu 9, còn bán luôn vậy là sẽ là 1 triệu 8. Đó, màn thì dàn phim một xíu, mở lên thì xài bình thường thôi mọi người. Còn tắt đi thì nó hơi vàng vàng nhẹ một xíu vậy thôi. Kiểu màn nó già mọi người, dòng này dòng cũ rồi nó vậy thôi. Còn lại thì không lỗi lầm gì. Giá thì là 1 triệu 800 ngàn anh chị. Tặng ốp lưng dán màn hình. Rồi tiếp là cái hành lý này hôm bữa video trước vẫn chưa ra thì video này em bán lại. Cây này thì bản một sim nha mọi người. Đã gom 2 sim nè. Đó. Pin sẽ là 3300, màn hình 6.3 inch. Note 8 RAM 6 mọi người ơi. Cái này thanh lý là 1 triệu mốt thôi mọi người, giảm 50 ngàn đi ha, rồi 1 triệu 100 ngàn. Đó, tặng ốp lưng dán màn hình luôn, thanh lý 1 triệu 100 ngàn, Note 8, màn ám đốm nha mọi người. Rồi tiếp là cây for mọi người, Z4 3 thanh lý. Cái này thì hư màn trong nha mọi người ơi. Đây màn trong hư là hư hết rồi mọi người. Cái này còn không có gòn nữa, đã tháo ra rồi. Thì nói chung là màn trong hư. Thì giá này hơn giá cụm xíu mọi người. Cái màn này không cũng triệu mấy, cụm triệu mấy thì tầm đó. Cái này thì em bán là 3 triệu nha mọi người. Đây email là 8958 nè. Pin 4400. Màn hình ngoài này thì em không gành lắm mọi người. RAM 12GB, bộ nhớ là 512GB không mọi người. RAM 12. Đó, RAM thì 12GB nè. Đó, lưu trữ là 512GB. Cái này thì khá ok mọi người ơi. Camera quay phim chụp hình còn ok luôn anh chị. Cái này mua về làm camera quay phim chụp hình chơi game là này kia cũng rất là mượt, chỉ có cái màn nó hơi nhỏ thôi, xài trải nghiệm khá là tốt luôn mọi người. Giá thì là 3 triệu nha mọi người, tại hôm bữa em báo là 2 triệu 8 mà mở mật khẩu cao quá. Cao hơn dự tính của em nhiều quá nên em phải bán lại là 3 triệu nha mọi người. Đó. Cái này thì bán máy trần vậy thôi, đâu có ốp lưng dán màn hình gì đâu. Xài khá là ok rồi, trải nghiệm rất là mượt luôn. Pho này xài cái này cấu hình pho xài màn ngoài không thì nó cũng hơi uổng, nhưng mà cái này có màn lắp vô khá là ngon rồi, bản 512GB này. Nhưng mà không có màn. Bán vậy thôi. Rồi em cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của em ha. Mọi người xem video thì cho em xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh. Còn anh chị cần mua hàng thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha mọi người. Rồi em cảm ơn, em chào mọi người nhé.